du lịch Đại Nam thất thủ, CEO Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sốc. Không phải ca sĩ, cũng chẳng phải diễn viên, song người phụ nữ này từng làm chao đảo showbiz Việt. Mỗi phiên livestream của bà ấy thu hút cả chục, cả trăm ngàn người theo dõi. Thế rồi sau biến cố, ngày trở về một lần nữa, nữ cường ấy lại khiến người ta phải xôn xao, nôn nao khi tiếp đến cả ngàn người tới khu du lịch của bà. Khu du lịch Đại Nam những ngày qua đã gây chú ý trong dư luận khi thông báo vào các ngày 29 tháng 9, 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10 sẽ hoàn toàn miễn phí vé vào cổng, vé các dịch vụ vui chơi như khu biển, khu vườn thú, khu trò chơi, khu trường đua, xe điện phục vụ di chuyển cho tất cả người dân đến tham quan, vui chơi, thưởng lãm tại khu du lịch Đại Nam. Đặc biệt vào lúc 18 giờ đến 22 giờ các ngày trên sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, hoạt động thể thao đặc sắc và CEO Nguyễn Phương Hằng cũng sẽ có mặt tại sân khấu khu vực của trường đua Đại Nam. Khỏi phải nói, thông tin đã khiến công chúng quan tâm thế nào, bởi lẽ phu nhân ông Dũng Lò Vôi vừa được tự do vài ngày. Ngày đầu tiên mở cửa miễn phí, khu du lịch này đã đón một lượng khách khổng lồ. Ngay trong buổi sáng ngày 29 tháng 9, nơi đây đã mở cửa hai cổng chào, gồm cổng chào quốc lộ 13 và cổng chào Lê Chí Dân, cùng với bãi giữ xe lúc 5 giờ sáng. Chỉ sau đó 2 tiếng đồng hồ, các khu vực gần khu du lịch Đại Nam đều đã chật cứng khách du lịch. Lối vào giữ xe cũng chỉ thấy người và người, mọi người xếp hàng dài để chờ vào trong. Hơn cả việc đến khu du lịch để thưởng thức phúc lợi miễn phí vé vào cổng, có lẽ những người tới đây chỉ để mong ngóng gặp gỡ bà Nguyễn Phương Hằng. Đến tối cùng ngày, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cùng con trai Huỳnh Hằng Hữu đã xuất hiện tại khu du lịch Đại Nam để giao lưu cùng khách tham quan. Với cảnh tượng này, chắc nhiều người tưởng có đại nhạc hội, nhưng không, đó chỉ là một buổi giao lưu bình thường mà thôi. Ngay khi có mặt trên sân khấu để trò chuyện với mọi người, bà Nguyễn Phương Hằng có chia sẻ: "Tôi nghĩ trong cuộc đời sẽ có rất nhiều ngày hạnh phúc, nhưng có lẽ đối với tôi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Tôi muốn nói lời cảm ơn mọi người vì những tình cảm chân thành đã dành cho tôi và Đại Nam. Tôi nợ nhân dân một tình thương, tôi nợ anh Dũng một ân tình, tôi nguyện sống vì dân. Hôm nay chính tôi là tác giả của chương trình. Tôi kêu gọi mọi người chung tay, chung sức, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sau những cơn bão lũ. Nguyễn Phương Hằng tôi đã được anh Huỳnh Uy Dũng khôi phục lại các chức vị tại các công ty mà tôi đã điều hành suốt nhiều năm nay. Và hôm nay tôi xin trân trọng báo tin, Nguyễn Phương Hằng tôi dùng 10 tỷ để ủng hộ chương trình này. Đây là giá trị thật sự của tôi khi tôi trở về công ty. Lý tưởng sống của tôi là giúp đời, giúp người. Và trước đây tôi cũng có nghe anh Huỳnh Uy Dũng đã đóng góp 5 tỷ vào quỹ này. Và hôm nay tôi xin góp thêm 10 tỷ đồng để gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam." Ngay sau đó, bà Hằng đã liên tục trình diễn hàng loạt các ca khúc do bà tự sáng tác trong thời gian mất tự do trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Cũng tại sự kiện này, cũng diễn ra quá trình kiếm tiền công khai. Đây là số tiền Mạnh Thường Quân đóng góp khi đến khu du lịch Đại Nam vào ngày đầu tiên mở cửa miễn phí. Số tiền sau đó cũng được kiểm đếm lên đến vài trăm triệu đồng. Đặc biệt, trong sự kiện ngày trở lại này, bà Nguyễn Phương Hằng đã có tuyên bố sốc rằng kể từ nay trở đi, bà sẽ không bao giờ tổ chức một cuộc livestream nào nữa. "Sức người có hạn, tôi còn chồng, con, còn yêu bản thân tôi nữa, cho nên tôi xin khép lại, tôi sẽ thực hiện livestream ở Đại Nam khi cần." Bà Hằng cũng hứa với khán giả rằng trong 3 chủ nhật tới, 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10, bà sẽ cháy hết mình với mọi người. Với những gì vợ chồng nữ CEO Đại Nam thể hiện trong sự kiện tối qua đã khiến nhiều người phải trầm trồ, nể phục. Còn bạn thấy sao?